Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tuyên Hóa, Bắc Quảng Bình vừa phối hợp với Huyện đoàn Tuyên Hóa, Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Tuyên Hóa và câu lạc bộ Bàn của người nghèo tổ chức nấu và phát cháo cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Hóa. Với sự tận tâm, nhiệt tình của cán bộ lãnh đạo Agribank Tuyên Hóa và đoàn viên thanh niên các đơn vị, trong vòng buổi sáng đã có gần 150 bệnh nhân và người nhà được nhận cháo miễn phí. Kinh phí tổ chức nồi cháo tình thương là 1.505.000 đồng do Agribank Tuyên Hóa hỗ trợ. Dịp này, Agribank Tuyên Hóa cũng hỗ trợ 10 triệu đồng cho quỹ chung của chương trình nồi cháo tình thương tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Hóa. Thời gian qua, chương trình nồi cháo tình thương được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Hóa, được nhiều cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đồng hành, ủng hộ. Chương trình đã làm ấm lòng người bệnh, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, chiến thắng bệnh tật.